Nếu như cô bác anh chị nào đang đau đầu vì xương khớp và đã sử dụng rất là nhiều giải pháp nhưng không mang lại kết quả thì không được bỏ qua hai thức uống này cô bác anh chị nhé. Nếu như cô bác anh chị nào đang gặp phải các tình trạng như đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, tê xuống hai cánh tay, đau lưng, đau nhức khớp gối, thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, ù tai, khó ngủ, mất ngủ, phôi hóa, thoái hóa, gai xương, thoát vị địa đệm, loãng xương, xốp xương, và tất cả các vấn đề liên quan đến tim mạch, tim đập loạn nhịp, tim hồi hộp, tim khó thở, huyết áp không ổn định. Nguyên nhân chính là do cơ thể cô bác anh chị đang thiếu hụt một khoáng tố rất là quan trọng, đó chính là khoáng tố canxi. Và để khắc phục được tận gốc thì mỗi một ngày cô bác anh chị chỉ cần bổ sung 1 đến 2 gói canxi hữu cơ sinh vật sau bữa ăn sáng. Đây là canxi duy nhất có tỷ lệ canxi trên phốt pho là 2:1, tỷ lệ vàng giống như cấu trúc xương của chúng ta và giống như với sữa mẹ, sẽ giúp chúng ta hấp thụ tuyệt đối, an toàn tuyệt đối và dùng được cho cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Kết hợp với mỗi một ngày 2 đến 3 gói trà đông y dưỡng sinh, sau một thời gian sẽ giúp chúng ta khôi phục lại mật độ của xương, cấu trúc của xương, tái tạo lại xương và giúp chúng ta khôi phục hiệu quả tất cả các tình trạng trên cô bác anh chị nhé.